Không biết sẽ ra màu gì. Hên xui. Hy vọng đi. Màu hy vọng. Nhộm xong là cắt tóc ngắn luôn á. Quá. Hả? Tại tóc em nó yếu lắm nha. Không còn bao nhiêu tóc. Mà tại vì mình nó rụng rời hết rồi. Tại vì là cái này mình làm không phải professional. Nên là mình phải làm nhiều lần. Người ta làm một lần với lại người ta làm ít. Từng cộng người ta chia ra. Không, mình làm cả nùi. Làm cả nùi. Highlight từng cộng. Nó không phải, nó làm nó đều quá là nó làm nó đều, nó làm nó cho nó đều đều hơn à. Kiểu nó xiên á, không phải thí dụ như nó làm chừng này tóc không, xong cái nó lấy nó quấn lại, thấy vậy nè, nó quấn lại vậy nè, nó quấn vậy nè, rồi nó để còn lại mình chơi luôn nè, chơi hên xui. Yeah, bây ra màu gì đây nè, màu bạc bạch kim. Mình làm cho nó sáng hơn, người ta nói vậy. Phải làm cho nó sáng, càng sáng càng sáng thì nó càng ra màu màu mà mình muốn. Thí dụ như màu vàng á thì mình không cần sáng lắm, mình bỏ lên là nó ra màu rồi. Còn thí dụ mình muốn màu bạc, màu tím, màu đỏ thì mình phải để mình phải có đứa nó chỉ kiểu như là nó muốn cái màu bleach thôi anh. Nó có tone mà. Thì nó chỉ cần vậy thôi. Còn bây giờ mình tone là có nghĩa là mình bỏ một cái màu khác bên trên này nữa. Thì mình phải làm cho cái tóc mình nó trắng luôn á. Như là nó gần tới cái màu đó rồi, là lúc mình bỏ cái màu màu mình muốn lên đó là nó sẽ ra. Hôm nay mới học nghề lại. Thì đó nè. Ấy được chưa? Ấy đi. Lắm. Dựng nó rồi. Dễ lên màu. Original. Nghe chừng vơi trần long nắp. Cái đầu mình thôi nó đã ngứa rồi, bỏ vô nắp nữa thôi chắc chết. Cái gì nè? Hồi đó con nhộm tóc ở ngoài 400 kinh à. 400 thiếp nữa thành 500. À. Thì cho nên nhiều khi mấy nhiều khi người ta cho nên nhiều khi ngày người ta chỉ cần làm 3-4 cái đầu nhuộm thôi là đủ rồi, đâu cần là nhiều đâu, chỉ cần lấy appointment làm 3-4 cái đầu nhuộm không cần cắt luôn. Tóc em ít mạnh làm lâu quá à, thì phải bỏ nhiều cho nó ra nhiều trăm ra vàng sơ sơ rồi nè. Mà pha ấy luôn bên này. Ủa còn hả? Còn. Trời. Còn một nhóm bên đây không biết hả? Em tưởng anh cứ... Hết hả? Dạ. Hết luôn hả? Con được. Vậy là chúng thành hai màu. Em tưởng anh thấy nó ủa sao kỳ á. Sao cứ làm bên làm ngoài. Thợ này cho nghỉ việc sớm. Ha ha ha.
chúc mình sáng mình đậm này đẹp lắm á. Không biết nữa. Không biết, nãy giờ tưởng xong rồi nó cứ đứng cài ông bên kia thôi. Đều nghe. Bởi em nói ủa sao tóc em ít mà lên làm lâu dữ, còn nguyên nhóm bên này. Đợi kết quả nha. Đây, đây là công chúa. Công chúa mẹ. Còn đây là công chúa em. À, cái dạng sao chị coi. Đâu phải vậy sao? À phải ghé chân vậy đó hả? Chân à, phải vậy đó. À phải vậy đó. À, à phải điều vậy đó hả? À, điều lắm quá à. Chào các chào các chào. À, hello sorry. Con làm con chú tí coi. Ờ à, con chú tí em coi. Let's go. Hát lại coi, hát lại coi, coi nghe coi. Hát bình thường nè. Chào coi, sorry, sorry. Đây đây. Hello everyone. Coi coi. Tay nè. Chào tay đồng hoàng. Nó mọc khói luôn nè. Trái luôn hả? Nó bốc khói. Rồi. Cắt nha. Cắt nha. Không thôi thì vô sơ sẻ rồi anh quýt xong cá nè. Sơ sẻ được rồi anh quýt xong cá nè. Đây, đây, đây. Mary xả tóc mà con. Tính đây. Hả? Hả? Em đi nằm nhớ. Cơ nằm xa lắm bài của em chưa đủ mà của anh mới đủ à, mới đủ màu à, mới đủ cái gì đó của anh mới đủ giờ, của em chưa đủ giờ mà mình chắc mình có bọc nằm thật khổ. Đang nằm trong salon lòng người ta hả? Thì giờ em nằm salon lông em giảm 500. Nằm hả? Ở trong salon lông, ở trong salon lông trả 500, ở nhà mình trả chân này đòi nữa. Đúng không? À, đây để lấy cái chai xà phòng gọi mình tập highlight luôn vậy trên đây. Hả? Không sao đâu. Vậy cũng đẹp vậy. Nó vừa đen vừa sáng. Tại cái màu của em nó cũng không có sáng lắm. À, có chồng tóc. Có chồng gọn đầu ở trong. Kiểu quay này bá đạo quá. Kìa yeah. Có một con hai nè. Em mình cũng như hai anh em ấy. Anh em. Hai anh em.
Tụi em nói còn cam lè à. Của ăn ở đây rồi đó. Đây con mốt rồi. Đèn đã thôi. Chút vô trong này đi, anh lấy cái vòi anh xả cho nó dễ. Lấy đứa khăn xanh cho mày bê coi. Như vậy, như trên này. Ừ, kéo gấp. À, lấy xuống cái này đi. Đưa ba khoa kìa. Thank you. Thank you. Đây là final result. À, kết quả sau một ngày tìm hiểu và làm tóc, đây là kết quả nha các bạn. Cháy. Rơm rồi. Giờ mình xếp một ít conditioner lên để cho nó mềm tóc lại. Rồi mình dưỡng tóc ra là bữa nào là nó thành là đẹp. Ok. Đó. Anh Kiều. Anh Kiều không? Hả? Cho tên thiếp đi chứ. Thiếp gì? Thiếp đi chứ. Chưa ra màu mong muốn sao thiếp. Hả? Đẹp rồi đòi nữa hả? Hả? Cháy nè, thành rơm nè, bốc khói nè. Đó, nó vậy nó mới đẹp. Đó. Ok. Ok. Rồi, bye. Bye. I lose control. Came blind a chameleon. Pirate smiles like an open door. I walk the plank, don't give me one.